Trần Ngọc Đăng Thanh xin trân trọng kính chào quý vị niên trưởng, các anh chiến sĩ và tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay, và kính chúc một lời thật là vui, vui trọn vẹn trong lần gặp gỡ ngày hôm nay của lần tập hợp của tất cả các nơi trên thế giới đã về. Là vì Thanh có nghe anh Quyết nói là hôm nay không có phải của toàn quốc tại Việt, tại bên Mỹ mà thôi, mà còn của các nơi trên thế giới, ở Na Uy tất cả các nơi đều về. Và Thanh cũng hy vọng tất cả quý vị sẽ có được một đêm vui trọn vẹn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trần Thanh. Từ đến nay đã được lịch sử đánh dấu là một năm khói lửa điêu tàn nhất của quê hương Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là một năm oai hùng bất khuất nhất trong chiến sử của nước nhà. Khói lửa điêu tàn là vì Cộng sản đã mở chiến dịch tấn công hầu hết trên khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, gieo rắc đau thương. Nhưng oai hùng bất khuất chính là vì quân dân miền Nam đã đẩy lùi được bước tiến của Cộng quân, và chiến công vẻ vang nhất chính là chiến thắng đã lấy lại được thị xã Quảng Trị ngay từ tay giặc. Chúng ta vẫn còn nhớ vào mùa hè năm ấy, quân dân cán chính miền Nam đau buồn khi nghe tin mất Quảng Trị, rồi sau đó hồi hộp và phấn khởi chờ đợi những tin mừng chiến thắng bay về. Chúng ta cũng còn nhớ các khúc cờ bay trên Quảng Trị thân yêu đã được Ban Hợp ca Cục Chính huấn hát vang trên đài phát thanh quân đội, đài phát thanh Sài Gòn, trong đó có những câu ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào, quỷ hôn đất thân yêu, Quảng Trị ơi chào quê hương giải phóng. Kể sao cho hết nỗi vui mừng quân dân thị xã khi thấy lá cờ thân yêu được kéo lên trước cổng cổ thành để đánh dấu 6 tháng đêm đen dài đằng đẵng dưới sự chiến đấu của quân vừa chấm dứt. Thế nhưng không có một vinh quang nào lại không có cái giá của nó. Biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, biết bao nhiêu gia đình quân nhân các binh chủng đã mất đi những người con thân yêu, biết bao nhiêu người quả phụ đã khóc chồng vào mùa hè năm ấy. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng các binh chủng của đội quân nhảy dù và cả các lục chiến còn lưu lại trên thân thể của các thương phế binh, những người không may còn ở lại quê hương đang sống trong thiếu thốn và bệnh tật trong những năm tháng cuối đời. Các anh chiến sĩ đã tham dự trực tiếp hay gián tiếp vào chiến công Quảng Trị năm xưa, dù tật nguyền hay bệnh hoạn, dù còn sống hay đã khuất, xin các anh nhận nơi đây lời tri ân nồng nàn trìu mến của chúng tôi, những người dân miền Nam được các anh bảo vệ suốt 20 năm bình an no ấm. Anh băng rừng đắm suối anh ơi, ngày sau pha gian nguy gìn giữ quê hương yên vui, nơi biết đau lừa nói anh đắm thì dù vì quân hậu chiến cùng chiến xa ào ào tiến lên. Anh về hai năm trời quê lên phong quân ta bay hùng, anh về đây tươi hỏi yên nhìn quê em chiến hào kiêu hùng, quân thù biển biển
số 31, 40 đồng. Hệ thống nhà hàng Hoa Việt tại Houston, 500 đồng. Bác sĩ Hùng Thanh Đào, 200 đồng. Ân nhân bàn số 31, 50 đồng. Và ân nhân cũng bàn số 31, 20 đồng. Anh chị Vu Sương, 100 đồng. Và bàn số 24, bàn của Lê Văn Cương. Đó là huynh đệ chi binh mũ xanh với sự đóng góp của đại diện 25 và tôi viết không rõ và một sĩ quan hải quân thiếu tá, một sĩ quan pháo binh, một thiếu tá quân pháp và một cựu quận trưởng. Số tiền đây là để nhớ ơn đến các anh thương binh tại quê nhà, tổng cộng 700 đồng. Oh,
Quý vị hãy nghe lại lời giới thiệu của Dạ Lan ghi âm trước năm 1975 trong nhạc phẩm Rừng Lá Thấp, và hôm nay nhạc phẩm này sẽ được trình bày bởi nam ca sĩ Thế Sơn.
Đại hội đến nay số tiền thu được là 900 đồng.